buộc phải có được 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp ở giải đấu giao hữu hàng đại cúp 2019. Vậy nên U17 Hà Nội đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với các trận đấu trước đó. Ở hai trận đấu ra quân, U17 Hà Nội đã có được một trận hòa và một trận thua. Ngược lại, đối thủ của U17 Hà Nội là câu lạc bộ đại diện đến từ Argentina. U17 Banfield gần như đã giành vé vào bán kết với hai trận thắng. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Trước cuộc chạm trán này, không ít cổ động viên Việt Nam dám mơ đến một chiến thắng cho đại diện bóng đá trẻ thủ đô. Tuy nhiên, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khoa học và chờ đợi những pha tấn công chính xác, U17 Hà Nội đã làm được điều không tưởng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Phát sốt với body cực chuẩn của ngôi sao Đức cọt điểm tin bóng đá Việt Nam sáng ngày 11 tháng 4. Thầy Park gọi gần 100 cầu thủ, Hoàng Anh Gia Lai nhận hung tin. Cầm chân đối thủ trong hiệp thi đấu thứ nhất, U17 Hà Nội tiếp tục kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp 2. Người chơi hay nhất và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là thủ môn Nguyễn Duy Dũng. Thủ môn U17 Hà Nội gần như hóa giải và làm nản lòng các chân sút đến từ đại diện của bóng đá trẻ Argentina. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Giữ sạch lưới và chặn đứng các đợt tấn công từ đối phương, U17 Hà Nội đã tạo nên cú sốc khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để giành chiến thắng 1-0. Người lập công của U17 Hà Nội là cầu thủ Văn Quyết. Đây cũng là chiến thắng thứ hai của đại diện bóng đá trẻ thủ đô ở A đấu này. Cũng có được 6 điểm sau 3 lượt trận, tuy nhiên U17 Hà Nội đã không thể giành quyền vào bán kết bởi U17 Pata Matkova và U17 Banfield có hiệu số tốt hơn. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Như vậy, với vị trí thứ 3 ở bảng A, U17 Hà Nội sẽ chạm trán đội đứng thứ 4 bảng B U17 Hà Bắc Trung Cơ ở trận tranh hạng 5 với 8 đội bóng tham dự giải.